VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Hoài Anh, sao vậy? Có một chuyện như thế này, mình sẽ chia sẻ cùng với Luân ha. Đó là mỗi lần mà mình có chuyện buồn hoặc là có stress thì thường hay tụ tập bạn bè và gia đình lại với nhau, có thể là ăn uống hoặc là karaoke rất là thường xuyên luôn. Đó, cho nên là có một cái chuyện nữa phát sinh ra. Đó là mỗi lần mà mình karaoke ở nhà thì rất là thoải mái rồi, nhưng mà chất lượng của nó thì lại không có được như karaoke ở ngoài quán. Đó, mặc dù là cái đầu karaoke ở nhà mình thì nó cũng không phải là quá dở. Đó, nó cũng rất là đắt tiền nhưng mà lại không cho ra được chất lượng như mà mình mong muốn. Hey, vấn đề này á là hầu hết là tất cả mọi người đều cho rằng là ở quán thì sẽ hát hay hơn là ở nhà. Tuy là ở nhà là dàn có cái xịn nè, chất lượng đó, nhưng âm thanh thì vẫn cứ bình bình. Hoài Anh nghĩ xem là tại sao như vậy? Thì nếu như mà thật ra đó, hãy có hiểu á thì đã không hỏi luôn rồi đó, đúng không? Ok, vậy thì Vũ Luân sẽ giải thích cho Hoài Anh biết rõ hơn nha. Ok. Ở quán thì người ta sẽ biết lựa chọn dàn karaoke tốt hơn nè, loa tốt hơn và âm ly tốt hơn, kết hợp với tất cả các thiết bị. Điều này thì sẽ chiếm tới 70% chất lượng cũng như là âm thanh của dàn karaoke, đúng không? Và bên cạnh đó thì ở ngoài quán họ có những kỹ thuật viên điều chỉnh âm thanh độ cao, độ thấp thì giúp cho dàn karaoke sẽ hát hay hơn ở nhà. Nhưng mà nếu mà nói như Luân vậy thì chắc Hoàng phải đành để tìm hát tiếp rồi. Chứ nếu như mà ở nhà thì Hoàng cũng đâu có thể mà cân chỉnh lớn nhỏ và cao thấp được như ở ngoài tiệm đâu. Hoài Anh nói sai rồi, ai bảo với Hoài Anh như vậy? Vũ Luân biết một chỗ, đó chính là VDA Shop có dàn karaoke cực xịn, chuẩn 30m², chất lượng y hệt tất cả các quán VIP ở Sài Gòn luôn đó. Wow. Vừa sử dụng tất cả các thiết bị chuẩn mà còn là kỹ thuật, rồi âm thanh, rồi người kỹ thuật hướng dẫn cho chúng ta biết cách điều chỉnh âm thanh, độ cao, thấp nữa nè. Hay, quá tốt rồi đúng không nào? Ngay bây giờ, Vũ Luân sẽ mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo chân và tìm hiểu dàn karaoke này nhé. Với các thiết bị cao cấp, sở hữu nhiều tính năng hiện đại tiên tiến như đầu karaoke M10i 4TKB. Đây được mệnh danh là vua của mọi đầu karaoke, đánh bại mọi đối thủ, sở hữu trên 100.000 bài hát MTV, tự động phích lỗi âm thanh các bài hát cũ, cho hình ảnh Full HD lên đến 1080p, khả năng cập nhật bài hát online nhanh cực kỳ, chỉ mất 20 giây để tải. Thứ hai, Amply Digital VS Audio K9900A Pro, giúp dàn karaoke hay hơn gấp 5 lần, sở hữu những công nghệ tân tiến bậc nhất, không lo về tình trạng re, hú, chờ nhạc bốc, giàu cảm xúc nhưng không làm mất chất bài hát, hỗ trợ giọng hát tối đa. Loa laptop UV10, sản phẩm được 70% quán karaoke VIP sử dụng, với khả năng tái hiện âm thanh bốc lửa như quán bar, chất nhạc sắc nét, âm trần đầy, trường âm thanh rộng lên đến 40m², hát karaoke nhẹ và hoạt động rất ổn định. Cuối cùng là micro hát hay như ca sĩ, Variety SE55, siêu ngắt hú, siêu hút âm, siêu bắt sóng, giúp điều chỉnh giọng hát ra loa sáng, trầm ấm, chế độ tự ngắt thông minh và bắt sóng xa lên đến 50m, với khả năng loại bỏ tạp âm lên đến 98%. Wow, một sản phẩm vô cùng VIP như vậy mà không hiểu tại sao mình có thể bỏ nó qua được. Với những vẻ ngoài bao chất như vậy mà tính năng lại còn vô cùng ưu việt nữa thì lại vừa có tiếng mà lại vừa có miếng nữa, vô cùng tuyệt vời luôn ha. Hoài Anh biết rồi đó, đây là một dàn karaoke bán chạy nhất, độc quyền, duy nhất chỉ có ở VDA Shop mà thôi. Vì vậy, nếu như mà có phải lòng thì chúng ta hãy cùng nhau nhanh chân đến với showroom gần nhất, test thử âm thanh, nếu được thì trước ngày 19 luôn nha. Và quý vị có biết không, giá của sản phẩm karaoke 30m² đó chính là 42.200.000 đồng. Nhưng VDA Shop đã có khuyến mãi dành cho quý vị, giá chỉ có 39.200.000 đồng thôi, vô cùng hợp túi tiền. Cho nên là nếu như mà chúng ta ngoài ra có những thắc mắc nào muốn gửi về cho chúng tôi thì hãy điện về số hotline 0902 799 186 để chúng ta có thể giải đáp những thắc mắc đó nhé. Quý vị đừng quên like, share và comment ở dưới video để nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.